Xin chào tất cả anh em nhà mình nhá. Chương trình lại lên dịch vụ con game nữa 79 nha anh em. Kiếm một hai chục nữa là chốt lại chốt lời nghỉ anh em. Anh em nào chưa đăng ký con Neo 79 thì mình có để link dưới phần bình luận cho anh em đăng ký nha anh em. Khi anh em đăng ký, anh em sẽ nhận được 39k nha anh em. Còn khuyến mại nạp đầu của con game Neo 79 này là 100% anh em ạ. Nạp 100 thì sẽ được 200k. Nạp hai củ sẽ được 4 củ anh em ạ. Anh em có thể tham khảo anh em. Này dứt cái hũ ba màu này xem có lên được 1 2 chục không anh em ạ. Làm quả nổ mắc win nào. Khả năng là mình sẽ tăng tốc quay cho nó nhanh anh em ạ. 50 lượt đi. Phá này như thế nào đây? Một củ 4. Tiếp tục lên thêm một em nữa nào. 7 lít anh em. Ui giải ơi. Ít vậy. Bắt cầu kèo thua tha thì anh em có thể sang con Neo 79 này quay hú xem gỡ được lại không nhé. Mình thấy quay hú con này cũng khá ổn anh em ạ. Hai củ hai à, hai củ anh em ạ. Quanh đi quẩn lại vẫn là 95. Không hút máu là ok nhưng mà ba bát lại không thẳng hàng, cũng chỉ thẳng từ trên xuống dưới thôi. Phá này ngon này anh em, 7M này anh em. Tiếp tục nào, nổ luôn anh em ơi. Nó cứ phải gọi là rực rỡ như thế mới khoái. Mà là được ít nhất anh em ạ. Làm quả full màn phát nổ muộn hai tỏi chơi chơi. Có vẻ hú này ăn ít anh em ạ. Nó không hút máu nhưng mà nó ăn ít. Còn 12 lượt nữa là hết 50 lượt rồi. Chưa thấy lái lời gì cả. Bốn bát 5M. Tưởng dính bát pha đấy ngon.
Khoa này bằng này con mới có được một M3 anh em ạ. Chán đời thế nha. À vẫn có lời anh em ơi. Mà lời ít thôi anh em ạ. Tiếp tục 50 lượt nếu mà không đớp thì chuẩn. Khó vậy, lấy lên xuống xuống. Xịt vậy. Khả năng là xuống nhiều ạ. Không có cơ hội mà lên lại 100 nữa. Ơi, làm đủ 100 nó rút phát hết sạch đây nhé. Mai nạp tiếp vào quầy. Mấy cái hú khác đi. Cố hôm nay cho lên 100 nó rút. Cố quá tí lại thành một con số 0. Bây giờ mới ra thêm em này. Có được tí tí siêu to khổng lồ nào. Bọ 2m8. Ôi bát này anh ơi, 50 năm. Xuống rồi lại phải lên. Còn 8 lượt thôi, làm gì được nhau nữa. Ui giời ơi, bát nhiều vậy. Ui hai con này. Ngon, phát này ngon này anh ơi. Làm quả mắc quy nào. Ui trời ơi. Lên lại cả nhà ơi. Ui trời ơi. Ui trời ơi anh em ạ. Mình nói thật luôn, dích hú thì mình chưa bao giờ thua anh em. Đẳng cấp chưa anh em. Lái luôn năm cổ anh em. Còn ba lít à. 3,5 lít, 2 lít đi nhưng mà test phá cuối cùng này. Ok anh em nhà mình nhá, video của mình đấy là kết thúc nha, hẹn anh em ở những cái video sau. Chúc anh em dích hú con neo 79 luôn luôn chiến thắng anh em. Bye bye anh em.